Nhìn toàn cảnh trên cao, nhìn xuống sân bay quốc tế Long Thành. Lúc này chúng ta nhìn thấy kinh khủng không? Có thể nói đây là một trong những cái sân bay lớn đứng thứ 15 của thế giới các bạn. Và nhiều nước trên thế giới đang mong chờ sân bay Long Thành bắt đầu vô vận hành trong những năm sắp tới. Và nhiều nước đang mong muốn và chờ đợi để khai thác. Và đây là một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa của thế giới. Sau này ở Long Thành chúng ta sẽ phát triển kinh điển và sẽ trở thành một trong những thành phố đô thị, một thành phố vệ tinh của đất nước Việt. Và hàng hóa tập kết tại nơi đây đi khắp nơi trên thế giới. Khu vực người dân ở Long Thành ai ai cũng phấn khởi để chờ đón khi sân bay Long Thành cất cánh. Và chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón tất cả các bạn, các nước sẽ hội tụ tại nơi này.